Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lệnh bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn có dính đến Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Thị Kim Ngân hay không. Nhân vật Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng với Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai bị bắt đã làm chấn động mạng xã hội. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một doanh nhân được rất nhiều tờ báo ca tụng. Mối quan hệ của doanh nhân này khi được bật mí thì toàn là những nhân vật khủng trong Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong Bộ Chính trị của nhiệm kỳ trước. Vậy Nguyễn Thị Thanh Nhàn là ai và bà ta có mối quan hệ gì với những nhân vật lớn trong Bộ Chính trị trước đây? Nguyễn Thị Thanh Nhàn sinh năm 1969, quê ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Bà là con ông Nguyễn Văn Mỹ và bà là Nguyễn Thị Hy, xuất thân từ gia đình cảnh nghèo khó. Bà Nhàn quyết tâm phải làm giàu bằng mọi giá, trong đó bà quyết tâm bỏ tấm bằng sư phạm học để lấy văn bằng về thương mại. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đến cuối năm 1999, bà Nhàn làm tại một đơn vị nhà nước, trở thành người của ngành giao thông vận tải. Nhàn được đề bạt là cán bộ phụ trách công việc kinh doanh xuất khẩu lao động ở trung tâm xây dựng và thương mại Tanenco trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Vào tháng 9 năm 2002, khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 9, Thứ trưởng Thường trực của Bộ Tài chính, được điều về làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Không biết bằng cách nào mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm quen được với bà Bí thư Tỉnh ủy đầy quyền lực Nguyễn Thị Kim Ngân khi đó. Cũng nhờ vậy mà công ty Tanenco lúc đó có chi nhánh tại Hải Dương vươn lên một cách nhanh chóng tại tỉnh này. Thời ấy, Tanenco gần như độc quyền về xuất khẩu lao động trên cả nước. Thị trường lao động phổ thông ở các nước từ Đài Loan, Hàn Quốc, Châu Phi, Trung Đông như các nước Ả Rập Saudi, Libya, Iran, Iraq, Oman, Bahrain, v.v. là rất lớn. Vào tháng 10 năm 2005, Tanenco được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC và Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Sau khi rời Hải Dương vào hồi đầu năm 2006, bà Ngân lần lượt làm Thứ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, rồi Phó Chủ tịch Quốc hội vào năm 2011. Khi quân đội đảo chính tại Gaddafi cầm đầu nên chiến sự nổ ra rất nguy hiểm. Sợ liên lụy, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã cầu cứu bà Kim Ngân giúp cho IEC của Nhàn và một số công ty xuất khẩu lao động khác thiết lập cầu hàng không để đưa 10.000 lao động Việt Nam từ Libya về nước. Sau vụ việc này, bà Kim Ngân trở nên nổi tiếng và IEC cũng được ăn theo. Qua cầu nối từ bà Kim Ngân, bà Nhàn quen biết với ông Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Bình Quân, Trịnh Đình Dũng, Nguyễn Nhân Chiến, Phạm Thị Thanh Trà, Nguyễn Xuân Thắng, Trần Bình Minh và Châu Văn Minh cùng nhiều quan chức khác. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Nguyễn Tấn Dũng khi đó. Nguyễn Thị Thanh Nhàn và IEC không chỉ dừng lại ở xuất khẩu lao động. Cô ta cho lập hàng chục công ty con trên toàn quốc, tạo thành IEC Group. Lĩnh vực mà Nhàn công khai, công bố, nhúng tay vào không khác gì một chính phủ thu nhỏ, bao gồm bất động sản, y tế, giáo dục, dạy nghề, đào tạo nhân lực, xử lý ô nhiễm và kiểm soát môi trường, chống biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ, giao thông, công nghệ thông tin, phòng cháy chữa cháy, đầu tư, tư vấn, tài chính ngân hàng, xuất khẩu lao động. Từ năm 2008, qua nhịp cầu của bà Ngân, dưới sự chống lưng của các ủy viên trung ương giúp bà Nhàn đấu thầu rất nhiều dự án, nên bà Nhàn đã có biệt danh là Nhàn đấu thầu và trở thành siêu lừa của hãng. IEC thành lập công ty cổ phần bất động sản IEC để ôm hai dự án lớn hàng chục hecta ở thành phố Hà Nội và sau đó bỏ hoang từ đó đến nay, gây kiện tụng và phẫn nộ trong dân chúng. Vào năm 2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nam Sơn cho IEC theo hình thức BOT, tức là xây dựng, kinh doanh, chuyển giao, với kỳ vọng sẽ giải quyết được bài toán quá tải rác thải sinh hoạt kéo dài rất nhiều năm. Nhưng sau khi ôm đất vàng của thành phố, ôm đất lúa của người dân để phân lô bán nền hoặc bỏ hoang rồi tháo chạy, không thực hiện dự án, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã gây ra nhiều bức xúc cho chính quyền sở tại và những người dân đang sống ở nơi đây.
Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Hồ Nguyễn Dũng. Vào năm 2013, IEC ăn được phi vụ khổng lồ là nhập được 150 lò đốt rác cũ thải của Nhật với tổng giá trị là 45.000 đô la, nhưng bán cho các bệnh viện làm lò đốt rác thải y tế tổng thu khoảng 300 tỷ đồng. Nói chung, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có rất nhiều mối quan hệ rất phức tạp, và nhờ những mối quan hệ khủng mà bà Nhàn mới có thể lộng hành đến thế. Khi Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị bắt, thì Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Tấn Dũng cũng rất có thể lại bị nhắc tên trong thời gian tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin con trai Nguyễn Tấn Dũng, tẩn Nguyễn Văn Thể một đòn rất mạnh, kết quả ra sao? Nguyễn Văn Thể và Nguyễn Hồng Trường đều là phó của ông Đinh La Thăng, thời ông Thăng còn là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng. Có một điều là khi Đinh La Thăng bị truy tố vì sai phạm liên quan đến Đinh Ngọc Huệ, tức là Út Chọc, thì kéo theo ông cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường vào lò. Còn ông Nguyễn Văn Thể thoát một cách khó hiểu, mặc dù vấn đề có liên quan đến ông Thể. Vấn đề là phe cánh thì đánh nhau, ai cũng biết sở dĩ Đinh La Thăng bị tấn công mạnh là vì ông chính là cánh tay mặt của ông Nguyễn Tấn Dũng, là đối thủ chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng. Sau cú thoát nạn ấy, ông Nguyễn Văn Thể lại lên chức bộ trưởng, và cho đến nay là người ta nghĩ rằng ông Nguyễn Văn Thể chính là người thuộc phe của ông Nguyễn Phú Trọng. Và có lẽ đúng là như vậy thật. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng và Nguyễn Hồng Trường đã sổ khám, nhưng Nguyễn Văn Thể thì không. Sau năm 2016, khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai, thuộc hạ của ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị đánh gần hết, nên gia tộc Nguyễn Tấn Dũng chỉ trông cậy vào sự nghiệp của trưởng nam, đó là Nguyễn Thành Nghị. Ông Nguyễn Thành Nghị qua 3 nhiệm kỳ Ủy viên Trung ương Đảng, và giờ ông cũng trèo lên được tới chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng, dưới tướng của ông Phạm Minh Chính. Trong các bộ của chính phủ, có người thì thuộc phe của ông Trọng, có người lại thuộc phe của ông Dũng. Dễ thấy nhất là Nguyễn Thành Nghị, người thuộc phe của ông Dũng. Trong chính phủ, Bộ Xây dựng là bộ nhỏ, không lớn như Bộ Giao thông Vận tải của Nguyễn Văn Thể. Hầu hết các bộ trưởng nắm Bộ Xây dựng đều âm thầm, không có tiếng nói mạnh trong chính phủ. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng dưới thời Nguyễn Thành Nghị không hề chịu lép vế như những người tiền nhiệm trước đó. Ông Nguyễn Thành Nghị đã làm khá nhiều và có vẻ như ông đang muốn chứng tỏ quyền lực trong chính phủ. Ngày 26 tháng 4, Nguyễn Thành Nghị đã cho thanh tra Bộ Xây dựng vạch hàng loạt vi phạm tại hai dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, được xem như là hành động tấn công của Nguyễn Thành Nghị vào lĩnh vực mà ông Nguyễn Văn Thể đang có trách nhiệm quản lý. Sau khi thanh tra, phía thanh tra Bộ Xây dựng kết luận công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại hai dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long và dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường băng sân bay Nội Bài. Đây là hai dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án Thăng Long là đơn vị quản lý dự án. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Nghị xua quân sang mọi sai phạm nơi mà ông Nguyễn Văn Thể quản lý. Theo kết luận thanh tra do Chánh thanh tra Nguyễn Ngọc Tuấn ký ban hành, dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 thành phố Hà Nội do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư phê duyệt vào tháng 9 năm 2013. Ban quản lý dự án Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư, vụ kế hoạch và đầu tư là cơ quan thẩm định. Tại dự án này, thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án gói thầu xây dựng sai sót, làm tăng giá trị dự toán các gói thầu lên tới hơn 27,2 tỷ đồng. Đối với công tác lựa chọn nhà thầu, thanh tra Bộ Xây dựng cho biết Ban quản lý dự án Thăng Long đã không đăng tải công khai trên báo đấu thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu và tư vấn thẩm tra dự án đầu tư xây dựng. Dự án có sử dụng nhà thầu nước ngoài, nhưng Ban quản lý dự án Thăng Long không thông báo cho cơ quan chủ quản và các cơ quan liên quan về việc này. Bên cạnh đó, Ban quản lý dự án Thăng Long đã khởi công xây dựng công trình nhưng không thông báo thời điểm khởi công, không gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng công trình cho cơ quan xây dựng tại địa phương để theo dõi và lưu hồ sơ. Tương tự, tại dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường băng cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thanh tra Bộ Xây dựng cũng đã phát hiện
cán bộ của Ban Quản lý Dự án Thăng Long đã có sai phạm làm tăng vốn các gói thầu hơn 14 tỷ đồng. Một sai phạm không nhiều đối với một dự án với quy mô như vậy, nhưng một khi đã vạch lá, tìm sâu thì phải moi đến cùng những sai phạm từ phía Bộ Giao thông Vận tải. Đây là hình ảnh có lẽ Nguyễn Thanh Nghị khó làm được gì với ông Nguyễn Văn Thể. Không biết con trai ông Nguyễn Văn Dũng muốn gì khi xua quân sang Bộ Giao thông Vận tải của ông Nguyễn Văn Thể để thanh tra. Có lẽ đây chỉ là hành động ngựa non háu đá của Nguyễn Thanh Nghị, vì xét về thế lực, ông Nguyễn Thanh Nghị không mạnh bằng ông Nguyễn Văn Thể. Tuy là không ảnh hưởng gì đến ông Thể, nhưng qua đây cũng cho thấy Nguyễn Thanh Nghị đang muốn chứng tỏ quyền lực của mình, chứ kết quả chẳng lay chuyển được ông Nguyễn Văn Thể trong thời gian tới.